Dạ. Mở màn cho phóng sanh đạo tràng dược sư của sư phụ Trúc Phương á, thì con sẽ thả chim bồ câu trước ạ. Mình sẽ phóng sanh 49 loài. Thì loài đầu tiên con thả sẽ là loài chim. Loài chim. Dạ, nếu sư phụ muốn thì con phóng sanh luôn con này ạ. Đây là con rái cá. Con thứ 49 nếu mà bị thiếu con sẽ phóng sanh rái cá. Dạ. Đây là thần thú của con, đi theo hỗ trợ con. Thần thú chứ. Con cũng phóng sanh luôn. Bây giờ cho chim trời ăn. Chim trời đến đây ăn, đến đây đẻ, đến đây sinh sản. Trời ơi, sao bữa nay cho nó ăn gạo luôn vậy ta? Để nó qua bên này.